đến lại quay trở lại cùng với các em ở trong những clip của chị Hiên dành cho các bạn. Các bạn thân mến, trong nền văn học Việt Nam hiện đại và đặc biệt là trong phong trào thơ mới, nhà thơ Nguyễn Bính được biết tới là một người nghệ sĩ bao giờ cũng vậy, luôn luôn dẫn dắt và đưa trái tim của độc giả về với chân quê, về với những vẻ đẹp bình yên nhất. Và ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một trong số những bài thơ rất tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Nguyễn Bính, bài thơ được mang tên là bài thơ Tương Tư. Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, một người chí nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của rời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Ngày qua ngày lại qua ngày, dọn lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Bảo rằng cách trở đò giang, không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy cho tình xa xôi. Tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai, hỏi ai người biết cho. Bao giờ bến mới gặp đò, hoa khuê cát, bướm giang hồ gặp nhau. Nhà em có một dàn trầu, nhà anh có một hàng cau liên phòng. Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông, cau thôn Đoài nhớ giàu không thôn nào. Các bạn thân mến, đây là một trong những bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính. Và đây cũng là một trong số những bài thơ mà để lại cực kỳ là nhiều những ấn tượng đối với độc giả. Chúng ta đều biết rằng là tương tư là một trạng thái cảm xúc. Khi mà con người ta chợt vì uống lầm một ánh mắt để rồi cơn say theo đến cả cuộc đời. Chỉ vì nghe một giọng nói mà để rồi cả một cuộc đời luyến lưu, không thể nào xóa bỏ được những hồi ức, không thể nào xóa bỏ được những cái ấn tượng đó ở trong trái tim và trong suy nghĩ của mình. Sau rồi thì ai cũng sẽ như vậy, các em cũng sẽ như thế. Rồi các em cũng sẽ gặp một người để rồi khiến cho bản thân mình vướng vào một cái trạng thái cảm xúc khó nói và khó bày tỏ như thế này. Thế nên là nếu như mà có khoảng thời gian mà rơi vào trạng thái như thế này thì hãy tìm tới bài thơ Tương Tư của nhà thơ Nguyễn Bính để tìm được sự đồng cảm và sự đồng điệu trong chi những thi phẩm tưởng rằng là đã trôi xa vào lịch sử nhưng thực tế là vẫn còn giá trị trọn vẹn cho tới thời đại ngày nay các em nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo và chúc cho các em sẽ có một hành trình tìm hiểu về môn văn, hứa hẹn có thật là nhiều những điều bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Bye bye!